Như vậy thì thầy sẽ viết một cái này là mình sẽ kiểm tra số điện thoại nè. Cái đầu tiên là số 0, phía sau là xuất hiện số từ 0 đến 9, có thể xuất hiện 9 lần hoặc 10 lần là mình đã kiểm tra được số điện thoại. Ổn không? Có bạn nào không ổn giơ tay coi. Kịp không? Bây giờ thầy sẽ viết một cái vòng khác. Thầy kiểm tra mã số sinh viên của F-Poly. Và chúng ta sẽ có F-Poly, giả sử nha. Thầy sẽ có là chữ P phía trước là Poly, là bắt buộc. Được chưa? Là cái ký tự đầu tiên là chữ P là bắt buộc. Ký tự thứ hai nếu như Sài Gòn thì chữ S, hoặc là Hà Nội là chữ H, hoặc là Đà Nẵng là chữ D, hoặc là Cần Thơ là chữ C, hoặc là Tây Nguyên là chữ K. Ví dụ như thế, mình sẽ có những cơ sở là S, H, D, C, K. Được không? Là ký tự thứ hai. Vậy ở phía sau hai ký tự này là gì? À, số, mấy số? 5 số, được chưa? Như vậy từ ký tự thứ 3 đến thứ 7 là gì? Là số. Ok. Như vậy từ cứ thứ 3 đến thứ 7 là 5 ký tự sau. Mình ghi là 5 ký tự tiếp theo là số. Như vậy mình có ký tự 1, ký tự 2. Ký tự 1 là P, ký tự 2 có thể là S, H, D, C, K. Và 5 ký tự tiếp theo là số. Như vậy thì mình sẽ tạo ra một cái string. Pattern của mình sẽ tạo ra một cái pattern của cái mã số sinh viên. Nó sẽ bằng gì? Mã số sinh viên mình sẽ tạo một cái pattern bằng gì? Thứ nhất, mã số sinh viên string. Ủa, cái này nó bị gì? String button mã số sinh viên. Ủa? Rồi, ok, bá tình phải viết trước, viết sau lệnh nó không cho. Rồi, mã số sinh viên ký tự đầu. Ký tự sau có thể là mình sẽ chọn trong các ký tự này. Thì làm sao để mà mình chọn trong các ký tự này đây? Làm sao để mình chọn trong các ký tự này? Thì trong cái slide người ta sẽ nói tiếp cái cách để mình chọn, mình mô tả. Như vậy thì chỗ này nếu như các bạn ghi cụ thể là x, y, z thì tức là ký tự mình muốn nó xuất hiện. Được không? Là mình ghi cụ thể. Còn không thì các bạn sẽ ghi là A, D, E, F, tức là từ A đến D và F. Ha. A, D, E hay F. Như vậy chỗ này B, C đâu?
E trừ F tức là AD trừ F tức là D đến F. Rồi, chỗ này là đại diện không thuộc, tức là cái gì cũng được, miễn không phải X, Y, Z. Thấy phủ định không? Dấu mũ lên là nó đại diện là phủ định. Ở trên này tức là X, Y, Z thì OK. Rồi, như vậy mình dựa vào cái này nha, dựa vào cái này thì mình sẽ liệt kê trong cái của mình chỗ này là gì? Chuỗi của poly mình sẽ đặt trong dấu nháy kép. Dấu nháy kép của mình là có gì? S, H, D, C, K. S, H, D, C, K. Đó là ký tự thứ hai nha. Cái này là nguyên ký tự thứ hai nha. Nó có thể chọn S, có thể chọn H, có thể chọn C, có thể chọn chọn K. Được không? Chữ B là bắt buộc. Nếu như mà bạn nhập một cái mã sinh viên mà có chữ khác B thì lỗi. Bởi vì sinh viên poly của mình là chữ B đầu tiên. Rồi. Đó là mấy ký tự rồi? Mấy ký tự rồi đây? Mấy? 2 chứ 5 gì? Làm gì 5? Được chưa? Chỗ này mình mới kiểm tra 2 ký tự thôi. Ký tự đầu tiên là gì? P. Ký tự thứ hai à, có thể là S, H, D, C, K. Có thể là một trong 5 ký tự này. Như vậy mình mới validate có 2 ký tự thôi. Rồi phía sau 2 ký tự này là gì? À, 5 số. Như vậy mình làm lúc nãy là gì? Chỗ này nếu mà mình không mở ngoặc đóng ngoặc, có nghĩa là nó xuất hiện mấy lần? Một lần. Nếu như mình không nói gì hết thì nó xuất hiện một lần. Rồi bây giờ đến ký tự tiếp theo. Những ký tự tiếp theo sẽ là số mình cứ làm quen thuộc từ 0 đến 9 đóng lại xuất hiện mấy lần? 5 lần. Xuất hiện 5 lần. Được không? Như vậy cái chuỗi của mình tổng cộng bao nhiêu ký tự đây? Mấy? Cái chuỗi mình cần kiểm tra có độ dài mấy ký tự là đúng? 7 ký tự. P là 1. S, H, D, C, K là 2. Và 5 con số tiếp theo là tổng cộng 7. Như vậy khi mình nhìn vô cái biểu thức chính quy, mình có đọc được cái ý đồ muốn kiểm tra không? Đọc được nha. Được chưa? Đây mình nhìn cái biểu thức này, mình tự đọc lại thử coi. Tại sao là thầy nói 7 ký tự, biết không? Ai không biết? Chính xác. Còn cái chỗ này không có ngoặc nhọn, có nghĩa là một lần. Không có ngoặc nhọn, mặc định là một lần xuất hiện. Ví dụ chữ B không có ngoặc nhọn là một lần. Nguyên cả cái cụm này không có ngoặc nhọn, nghĩa là một lần. Nhưng chỉ có thể chọn S hoặc H hoặc D hoặc C hoặc K. Những ký tự nào khác cái này, sai. Được không? Hello. Ai không được? Lúc học ai cũng giỏi hết. Lúc chấm bài sao? À, lúc học mà hỏi ai không được, không thấy cái tay nào dơ hết. Mà lúc hỏi là cứ u ớ là sao? Kỳ vậy. Rồi, ok. Bây giờ quay trở lại, thầy sẽ mượn code ở trên nha. Thầy sẽ mượn code này.
thay vì là nhập vào số điện thoại, thầy sẽ mượn code. Thầy sẽ nhập vô gì đây? À, nhập vào mã số sinh viên. Và sau đó thầy lấy cái chuỗi này, thầy kiểm tra so với lại cái mẫu là mã số sinh viên. Nếu không là nhập đúng ha, chứ không cần nhập đúng cái gì. Còn không, chỗ này mình để là nhập sai để cho mình linh hoạt trong cái quá trình làm biến. À, nếu như đúng thì mình báo là nhập đúng, còn không thì mình gọi là nhập sai. Được chưa? Nhập đúng khuôn mẫu. Chỗ này là nhập đúng khuôn mẫu nha. Ok. Nhập đúng khuôn mẫu, nhập sai khuôn mẫu. Rồi. Ha, mình viết cái đoạn code này là giống hồi nãy rồi, khỏi cần giải thích lại đúng không? Nhập vào chuỗi kiểm tra, nếu đúng thì báo nhập đúng, sai báo nhập sai. Rồi, nhập vô. Như vậy, giả sử mã số của thầy là PS17301, enter, đúng. PS173011, sai. PS1730, quên gõ số 1, sai. Ví dụ mã số của thầy là PS, thầy gõ là SB17302, sai. Ví dụ thầy gõ là P mà không phải là S, mà PR17301, sai. Kiểm gì nữa không? Hiểu không? Ok. Như vậy đây là biểu thức chính quy. Rồi. Cái số từ 0 đến 9, thay vì là mình liệt kê từ 0 đến 9, mình có thể liệt kê ở đây xiệt D. Đừng hỏi tại sao. Nếu như mình hiểu là sử dụng số thì mình ghi là từ 0 đến 9, hoặc là mình ghi xiệt D. Chứ còn hỏi tại sao không biết giải thích. Bởi vì cái ông mà ông viết ra cái Java, ông quy định vậy thì giờ học theo vậy thôi. Chứ giờ biết đâu giải thích chỗ này. Hả? Rồi, ok. Đây, rồi coi nè. Đây, xiệt D có bỏ mặt vuông hay không? Không. Cái xiệt là không bỏ mặt vuông. Rồi, quay trở lại gì nữa? Xiệt D từ 0 đến 9. Nếu như mà mình nói rằng những ký tự thông thường, tức là từ 0 đến 9, từ A đến Z, từ A đến dít hoa. À, hồi nãy thầy chưa kiểm tra cho các bạn là nếu là dít PS thường thì nó đúng không? 1, 2, 1, 7, 3, 0, 1. Sai. Là PS là phải hoa. Còn chỗ này, nếu như mà mình muốn thường á, thì sẽ thêm thử nha. Xem thường là sao. Như vậy chỗ này là xiệt W là từ 0 đến 9, từ A đến Z thường và A đến Z hoa. Xiệt D lớn, ở đây là xiệt D nhỏ, ở đây là xiệt D lớn. Nghĩa là gì? Xiệt D nhỏ là số, xiệt D lớn là phủ định của số. Có nghĩa rằng cái nào mà không phải là số thì đúng, mà số thì sai. Tức là phủ định của số. Cái này chưa quen đâu, chưa nhớ được đâu. Từ từ nhớ. Làm đi rồi nhớ. Ha, trăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ mới nghe thôi. Mới thấy thôi. Mà trăm thấy không bằng một sờ. Tí nữa sờ thử coi. Sờ bằng cách nào? Hả? À, code vô. Ok.
Tí sờ thử coi ha. Rồi. Xuyệt W lớn thì xuyệt D, vậy thì xuyệt W lớn có nghĩa rằng không phải số, không phải chữ là đúng. Bởi vì W nhỏ là gì? Là số hoặc ký tự là đúng. Còn W lớn là phủ định của cái đó. Hỏi bạn có phải là nam không? Thì nếu bạn là nam là đúng hay sai? Hả? Hỏi bạn có phải là nam không? Thì nếu mình là nam thì đúng hay sai? Đúng. Bạn không phải là nữ đúng không? Vậy mình là nam đúng hay sai? Đúng. Nãy là hỏi chữ nam cũng đúng, bây giờ hỏi chữ nữ cũng đúng luôn đó. Rồi ok. Xuyệt S. Xuyệt S là những ký tự đặc biệt. Xuyệt R là gì? Xuống dòng. Xuyệt A, xuyệt R là về đầu dòng. Xuyệt N là xuống dòng. Xuyệt T, cách ra. Xuyệt F, phục mét. Rồi ok. Bên này thêm ký tự đại diện. Hồi nãy là mình đã dùng là 9 đến 10 lần. Cái này dùng rồi đúng không? Ít nhất là M, nhiều nhất là N. Mở ngoặc, đóng ngoặc N dùng chưa? Mới dùng xong. 5 lần xuất hiện của số 0 đến 9 xuất hiện 5 lần. Dùng rồi đúng không? Là bắt buộc phải 5 lần. Ít hơn 5, nhiều hơn 5 đều sai hết. Rồi, tiếp. Chấm hỏi. Có thể không xuất hiện hoặc có thể thì một lần. Có thể không xuất hiện ký tự nào, không xuất hiện lần nào, hoặc có thể nhiều nhất là một lần. Như vậy thay vì mình để 0 đến 1 thì mình để chấm hỏi. Còn cái này là 0 đến N thì bắt buộc là các bạn phải dùng dấu sao. Bởi vì N bằng mấy? Không biết. Cho nên bắt buộc phải dùng dấu sao. Ví dụ chỗ này mình gõ chỗ này là dấu sao, chuyện gì xảy ra? Mình gõ chỗ này dấu sao, chuyện gì xảy ra? Hả? Có nghĩa rằng mình đang muốn nói gì? Phía sau nhập cỡ gì cũng đúng, bao nhiêu số cũng đúng. Không có số nào cũng đúng. Mà N số cũng đúng. Thử coi. Nghe không bằng thấy. Nghe không à, bây giờ thấy coi. Run. Nãy mình nhập vô BS gì gì đó. Còn nếu mà mình nhập vô BS không là sai đúng không? Nhập BS không. Nhập đúng luôn. Rồi BS. Quá trời số luôn. Đúng luôn. Rồi BS số chữ sai, bởi vì có chữ phía sau. Phía sau là số thôi, nhưng mà mình nhập chữ vô thì sai. Được không? Rồi. Ví dụ bây giờ thầy làm sao mà thầy nhập vô là BS thường vẫn đúng nè. Làm sao mà thầy nhập BS thường vẫn đúng? Bạn nào cho thầy biết làm sao mà thầy nhập BS thường vẫn đúng? Vậy thì ký tự thứ nhất có thể nhận gì? Nhận gì? Bé, hoa, hoặc B thường. Vậy mình sửa cái gì chỗ này? Mới chở gì? Chở gì nghĩa? Đúng rồi. Chỗ này mình sẽ thay chữ B này bằng gì? Nếu mà thay B thường thì nó kiểm B thường không à. À, rồi có gì đặc biệt chỗ này?
hả? Đúng rồi, mở đóng ngoặc vuông, B hóa và B thường. Có nghĩa là ký tự đầu nó có thể chấp nhận B hóa hoặc B thường. Vậy thì ký tự thứ hai thì sao? Có thể là S, có thể là H, có thể là D, có thể là C, có thể là K. Được chưa? Như vậy lúc này mình nhập hoa cũng đúng mà nhập thường cũng cũng đúng. Đây, chỗ này mình nhập thường là sai nè. Bây giờ chạy lại. Nhập vô BS thường. Đúng. Được không? Hiểu đến đây không? Hay là stuck overload rồi. Tràn bộ nhớ rồi. Sao chánh? Được hả Tràng? Được quá. Cho em được hả Tràng? Được hả? Nãy giờ ngồi nhìn không thì được, đúng rồi, nhưng mà code vô mới biết. Sờ mới biết. Nãy dưới sờ chưa? Nãy nhưng còn nghe không hả? Chưa sờ lần nào hả? Rồi sờ đi coi thứ làm sao, cảm nhận coi. Không cảm nhận cái ngồi nghe hoài rồi, tạm thời tắt cái video này ở đây.